Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chan đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay Chan xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phu quân kiềm chế chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Các bạn đừng quên bình luận để chia sẻ cảm xúc khi nghe chuyện, like share video để giúp kênh truyện phát triển hơn, đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Các bạn có thể donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal và số ví Momo. Chan xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 22. Canh hai quân vương lại gặt hái. "Huynh." Thế Ninh buồn bực nói, Bùi Cẩn gật đầu, lúc nàng đang nghi ngờ người khác, người khác cũng đang nghi ngờ phu quân của nàng. Nhàn Thế Ninh hiểu được, quả thật Bùi Cẩn cũng là hoàng tử, cũng có thể bị tình nghi là người bày ra ám sát này. Nhưng mà, Nhàn Thế Ninh nhìn lướt qua một tay Bùi Cẩn ôm nàng, còn một tay vẫn bưng trà uống, suy nghĩ xem khả năng sắp xếp màn ám sát của thằng nhãi này. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui Cảm thấy khả năng cơ hồ không tồn tại Không nói tới việc hắn không có thực lực Cũng không nói tới việc tâm tư của hắn Chỉ nói nếu thật sự là bùi cần làm Hắn nhất định sẽ làm vô cùng sạch sẽ Không để thất bại như vậy Một người cũng sẽ không giết được Thằng nhãi này làm việc chưa bao giờ phải uổng phí sức lực Đang lúc nhan thế ninh oán thầm bùi cần đáng sợ Người phía sau đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói Thiếu chút nữa là ta đã quên mất một người rồi Còn ai nữa? Bùi cẩn nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ Chậm rãi nói Phụ hoàng ta Nội cung cảnh nguyên Hương nhang trong đồng lô thụy thú 10 năm như một Cháy sáng làm an thần tỉnh táo Diên đế mặc lăng vào vàng sáng Ngồi bên bàn xem tấu trương Tấu trương báo cáo tình hình của Nam Cương rất tốt Nhưng trên mặt lão hoàng đế không nhìn ra chút vui mừng nào Tổng quản đại nội Vương Phúc Niên Đứng bên cạnh nhìn thấy đôi môi Diên Đế mím chặt Là có thể biết lúc này tâm tình của Hoàng Đế không tốt Rất không tốt Cũng khó trách Diên Đế từ trước đến nay Luôn nắm mọi thứ trong tay Bây giờ lại xảy ra chuyện hắn không thể khống chế Tâm tình làm sao mà tốt được Vương Phúc Niên Bỗng nhiên Diên Đế mở miệng Nô no tài ở đây Vương Phúc Niên bội vàng không lưng tiến tới Người nói xem Trong số chúng là ai làm Giọng điệu Diên Đế ôn hòa Nghe không ra chút tức giận nào Đầu Vương Phúc Niên chuyển đổi nhanh chóng đáp Nô Tài cảm thấy Ai cũng có thể Mà ai cũng không thể Diên đế hững hờ Liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng cười Chẳng qua Chấm chỉ muốn thăm dò lòng dạ của chúng Nên mới sắp đặt vụ thích khách hành thích chấm Không ngờ lại xuất hiện thêm hai thích khách Thật sự là rất tốt Vương Phúc Niên cúi đầu vội nói Bệ hạ bớt giận Qua hồi lâu Diên đế thầm trầm nói Triệu thái tử và cửu vương gia tới chịu từng người một nô tài tuần chỉ làm sao có thể nhan thế ninh sửng sốt sao lại không thể bùi cẩn cười cười nghe ra thì thật vớ vẩn nhưng quả thật là phụ hoàng có thể làm chuyện đó ông ta vì sao ông ta lại muốn thích khách ám sát mình với con trai mình chứ dù thế nào thì nhan thế ninh cũng không dám tin dân đế lại làm chuyện như vậy không phải điên thì cũng bị choáng váng bùi cẩn cũng cảm thấy giống như một câu chuyện cười nhưng chuyện cười này lại rất có khả năng là chân tướng cho nên điều này khiến hắn cảm thấy hơi lạnh lẽo hắn bất giác ôm chặt nhân thế ninh dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến uy thương nói nàng không hiểu ông ta ta nghĩ đấy là một người ra đề thi vì người thừa kế ngôi vị hoàng đế tương lai mà ra đề dường như nhân thế ninh có chút rõ ràng lúc thích khách đến ai sẽ gặp nguy không loạn lúc ông ta gặp cảnh nguy hiểm ai sẽ xả thân ra cứu đó ông ấy muốn nhìn thấy điều đó bùi cẩn gật đầu ông ta luôn là người không dễ tin tưởng người khác Nhân thế ninh hít sau một hơi vẫn cảm thấy quá mức điên khùng nhưng nếu thật sự là diên đế tất cả cũng có thể thuyết phục hiểu rõ bố cục trong cung có thực lực nuôi dưỡng tử sĩ đồng thời cũng có thể đảm bảo mọi người bình yên vô sự theo huynh nói như vậy thất vương gia đã yêu cầu ra sao có lẽ vậy vậy đêm qua vệ hạ nổi trận lôi đình đều là giả vờ nhan thế ninh nhíu mày nói bùi cần nở nụ cười cha chồng của nàng cũng là một người rất biết diễn trò nhan thế ninh thấy hắn lại có thể chế nhạo diễn đế liền phát hoảng nhưng thấy bộ dạng không cho là đúng của hắn cũng thả lòng dần đúng rồi nàng cảm thấy thất ca và thái tử ai sẽ làm hoàng đế tốt hơn vấn đề này chỉ sợ là vấn đề đang được thiên hạ bàn luận nhiều nhất đương nhiên cũng là một vấn đề mờ mịt nhất nhưng lúc bùi cần hỏi lại qua mình chính đại như thế giống như đang hỏi củ cải trắng với cà rốt cái nào ăn ngon hơn điều này làm cho nhan thế ninh hơi im lặng huỳnh có thể hỏi kín đáo một chút không vậy nàng nói xem rốt cuộc là củ nào ăn ngon hơn vui cẩn ôm chặt eo nàng củ cải trắng à có vẻ như có hơi thủ đoạn độc ác tương lai làm hoàng đế nói không chừng sẽ là một bạo quân mà cà rốt thì không biết thế nào trong đầu nhan thế ninh hiện ra bộ dạng xinh đẹp có chút ngượng ngùng của thái tử điện hạ ừm uhm, cà rốt thì cảm thấy có chút do dự thiếu quyết đoán vậy củ cải đỏ thì sao nhan thế ninh ý thức được đang nói đến tiểu thập tam nhếch miệng nở nụ cười bé củ cải rất sợ chết khi sợ liền chui vào lòng người ta nói như vậy mấy củ cải này cũng không dễ ăn đâu ừm uhm, nhan thế ninh không nghi ngờ điều gì thuận miệng đáp lại bùi cẩn đợi chính là những lời này hắn nhẹ buông tay đặn nhan thế ninh xuống sau đó cúi đầu hôn tới vậy ra ái phi chỉ có thể ăn củ cải ta rồi củ cải thơm ngon ăn được lắm đến này đi giữa lúc đôi môi không còn khai hở nào thì ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng kêu của nha hoàn vương gia vương phi người trong cung tới trời ơi ta nói nhiều vậy làm gì vẻ mặt bùi cẩn sầu não ở rất xa bùi cẩn đã ngửi thấy hương vị thuộc về cung cảnh nguyên mà lúc hắn đi tới cửa thì đã thấy thái tử xài bước từ trong cánh cửa đi ra. Sắc mặt thái tử lạnh nhạt, Giữa chán mơ hồ ẩn giấu chút phiền muộn. Điều này làm cho vẻ vốn đã dịu dàng của hắn, càng khiến cho người ta thêm yêu mến. Kiểu ca, thái tử lên tiếng gọi trước, bùi cẩn vội đáp lễ. Lúc này hắn lại là một hiền vương nho nhã. Thập đệ ở đây à? Thái tử nhìn thoáng vào điện không nói gì. Vương Phúc Niên bên cạnh đúng lúc nói, kiểu điện hạ, vào trước đi ạ. À. Bùi Cẩn nhìn thái tử gật đầu. Bùi Cẩn vừa vào trong đã nhìn thấy trên đất đầy mảnh vụn, lòng không khỏi trầm xuống. Diên đế vẫn như vậy ngồi bên bàn, nhất cử nhất động đều là phong độ của đế vương. Ông liếc nhìn Bùi Cẩn, ném một bản tấu chương lên bàn cho Bùi Cẩn. Người có gì để nói không? Bùi Cẩn đặt tấu chương trên mặt đất lên, vừa mở ra sắc mặt đã thay đổi. Hắn quỳ xuống nói, nhì thần bị oan. Diên đế nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình năm tên thích khách ba tên là sát thủ giang hồ hai tên là nhân sĩ nam cương <laughs> người ở nam cương hai năm thu nạp người thật tốt nhỉ sắc mặt bùi cần trở nên trắng bạch lại không nói nhiều nhi thần bị oan chậm cho người một cơ hội để giải thích diên đế lạnh lùng nói bùi cần quỳ gối trên nền gạch đá chân bóng cứng chắc mà lạnh buốt khí lạnh từ đầu gối chuyển tới đáy lòng sau một lúc lâu hắn nặng nề nói Nhi thần không có ý với ngôi vị hoàng đế Chỉ mấy chữ Nói năng mạnh mẽ, đúng lý hợp tình Lại mang theo sự tủi thân xót xa Không thể nói rõ Ta không muốn ngai vàng, buông bỏ quyền thế Tán hết gia sản Chỉ mong là một vương gia nhàn tản Ta hà gì phải hành thích Hà gì phải giết cha giết huynh Chỉ mấy chữ này cũng là toàn bộ những lời giải thích Diên đế nhìn thẳng vào lưng Của nhi tử đang quỳ hắn phát hiện ra trên mặt đứa con này không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa chỉ còn lại vẻ mặt không hề sợ hãi và vô vị không chút nào sợ hãi cũng chẳng có gì loại thái độ này khiến diên đế có chút gai mắt híp híp hai mắt phát hiện ra cho tới bây giờ hắn vẫn không nhìn thấu đứa con này hai hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lòng hắn biết rõ mà hai đứa con này hắn đều có chỗ hài lòng lại có chỗ không hài lòng bởi vậy từ đầu đến cuối vẫn không thể ra quyết định vậy thì để chấm xem tấm lòng của bọn chúng đi. Giang đế nghĩ như vậy, sau đó quả thật hắn đã làm. Hắn sai vương phúc niên tìm ba tử sĩ và bọn chúng ám sát vào đại yến trung thu. Mục tiêu ám sát là đường kim thiên tử. Hắn ăn bày xong chỗ ngồi, ba hoàng tử cự ly bằng nhau. Hắn muốn biết lúc hắn có nguy hiểm thì ai sẽ tới cứu giúp. Nhưng kết quả thì bà tên thích khách lại biến thành năm tên. Toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị xáo trộn. Tùy là thất vương xả thân cứu giá để hắn thấy được sự thành tâm, nhưng đó không phải là kết quả hắn mong muốn. Hắn muốn biết hai tên thích khách còn lại là do ai phái tới. Ai lại có gan đưa thích khách vào cung như vậy? Diên đế sai người tra xét, bản thân lại suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể xác định được đáp án. Trời sinh bản tính đa nghi nhạy cảm khiến hắn liệt tất cả mọi người vào hàng tình nghi. Ám sát thái tử, cựu vương và thập tam, thất vương là hiểm nghi lớn nhất, nhưng Diên Đế cũng hiểu rõ đứa con trai này của mình Nó sẽ không để thiếu sót bày ra rõ ràng như vậy Huống chi Nó đã xả thân cứu giúp Lòng dạ này cũng thật là quá lớn Như vậy thì do thái tử gây nên Cố ý tự ám sát mình Giá họa cho thất vương ra Chuyện như vậy rất có thể Hoàng hậu xem thất vương là cây đinh trong mắt Nên có thể làm ra chuyện này Vì thế hắn cố ý gọi thái tử tới Lạnh lùng chất vấn Nhưng ai ngờ thái tử lại quỳ xuống nói Nếu phụ hoàng nghi ngờ thì cứ phế nhi thần đi phế nhi thần đi phế nhi thần đi lúc nghe mấy lời này diên đế đã nhiều lần muốn đập nát đồ dựa bút yêu quý nhất mấy lâu nay thái tử luôn luôn mềm yếu nhu thuận lại có thể nói ra những lời đoạn tuyệt hàm chứa uy hiếp như vậy diên đế chỉ cảm thấy khí huyết bị chảy ngược hắn không thể một kiếm đầm chết hắn nhiều năm như vậy đã uổng công bồi dưỡng hắn rồi Đương nhiên, kiểu vương gia cũng bị tình nghi bởi vì thị vệ đã dâng tấu trương về hai gã thích khách này. Giấy trắng, chữ đen viết rất rõ ràng. Thích khách chính là nhân sĩ Nam Cương, hơn nữa đã từng gặp mặt kiểu vương gia. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Bùi Cẩn vẫn quỳ thẳng sống lưng không nói lời nào, mà duyên Đế cũng vẫn cứ nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như đau. Cũng không biết qua bao lâu, Duyên Đế nhẹ nhàng thở ra nói, người đứng lên đi. Bùi cẩn tạ ơn đứng lên, loạn choạng, vương phúc niên duỗi tay nâng đỡ. Đa tạ vương tổng quản. Bùi cẩn cười dịu dàng mà miễn cưỡng. Diên đế thoáng thấy vết máu trên ống quần hắn và trên những mảnh vụn dưới đất, hơi xúc động, nghĩ đến điều gì lại nói. Lúc đó phản ứng đầu tiên của ngươi là bảo vệ con dâu. Bùi cẩn hơi ngẩn ra, hiểu rõ cái mà lão hoàng đế gọi là lúc đó rốt cuộc là chỉ cái gì, khẽ gật đầu. Ánh mắt diên đế trở nên thâm thúy, lúc đó bên cạnh ngươi là thái tử đệ đệ của ngươi bùi cẩn cúi đầu im lặng sau một lúc lâu mới nói chuyện xảy ra đột ngột không kịp suy nghĩ cặn kẽ mong phụ hoàng thứ tội chuyện xảy ra đột ngột không kịp suy nghĩ cặn kẽ toàn bộ đều nghe theo bản năng trong lòng ai quan trọng nhất thì liền đi cứu người đó lời nói đại nghịch bất đạo bùi cẩn cũng nói vô cùng ung dung diên đế nhìn hắn thật sâu suy nghĩ người về trước đi vừa mới thành thân hãy vui vẻ với con dâu Dừng lại một chút ông lại nói Đứa nhỏ thế ninh này cũng không tệ Dưới tình huống ấy mà còn muốn bảo vệ Kha Nhi Tuy rằng lúc đó Diên Đế cũng bị ám sát Nhưng hắn vẫn chú ý quan sát kỹ phản ứng của mấy vị hoàng tử Sau đó hắn lại nhìn thấy Thế ninh ôm chặt tiểu thập tam vào lòng Sau đó Bùi Cẩn lại đứng ra che chắn trước mặt bọn họ Đến khi Bùi Cẩn xin cáo từ Diên Đế thở dài Nói với Vương Phúc Niên Tìm thứ gì tốt Đưa đến Vương Phủ đi Nô tài tuần chỉ, vương phúc niên suy nghĩ dè dặt hỏi mẹ hạ, à, ngài vốn chưa từng nghi ngờ kiểu vương gia. vì sao còn muốn làm như thế mặc dù điều tra rõ ràng hai thích khách này đã từng gặp bùi cẩn nhưng lúc đó diên đế vẫn cười cười không nói gì cả sơ hở này quá mức rõ ràng hơn nữa bùi cẩn cũng chẳng có lý do gì để sắp đặt màn ám sát này hắn không được chút lợi lộc gì cả đây rõ ràng là có người cố ý hãm hại muốn khuấy đục cái hồ này lên mà thôi vương phúc niên thăm dò âm thầm phân tích sau đó hắn lại nghĩ, nếu hắn có thể nhìn thấu được như vậy, Diên Đế át hẳn đã rất rõ ràng. Ai ngờ, Diên Đế vẫn cực kỳ nghiêm khắc chất vấn Bùi Cẩn một phen, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Diên Đế nghe thấy thắc mắc này, ánh mắt nhìn về phía ngưỡng cửa trở nên ngưng trọng. Trong bốn nhị tử của Trẫm, người khó nhìn thấu nhất là người này. Trẫm luôn muốn biết trong lòng cửu hoàng tử đang suy nghĩ điều gì. Vương Phúc Niên hiểu ra ngay, đây là diên đế thăm dò cửu vương gia lão hoàng đế chưa bao giờ yên tâm đối với cửu vương gia nghĩ nghĩ hắn nói có lẽ trong lòng cửu vương gia thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện đó diên đế xoay người nhìn hắn ánh mắt thay đổi vương phúc niên dùng mình vội nói Nồ tài lắm lời ánh mắt diên đế trở nên lạnh lùng sâu thẳm mà bên kia vui cẩn nhịn đau đi ra nhịp chân có hơi chênh vênh nhưng lúc ra đến cửa cung khóe miệng của hắn thoáng hiện chút ý cười khó hiểu chương 23 người có thể tiếp tục vô sỉ như thế sao chuyện xảy ra trong cung vốn đã bị phong tỏa nhưng chẳng biết vì sao nó lại được truyền ra ngoài đường ngang ngõ tắt đều có những đám người dối rít bàn tán đủ lại thanh âm trong lòng dân càng lo lắng hoàng thượng cùng ba vị hoàng tử đều gặp chuyện nhất định là do nước thủ địch gây nên muốn chặt đất nước ta thật quá nham hiểm diên đế thấy bách tính đoàn kết như vậy hạ thánh chỉ cho quân bắc lôi ba mươi dặm đoạt lại ba tòa thành ở biên cương, khiến cho nước địch phải bày tỏ ý tứ nằm yên cũng trúng đạn. Và có lời ca tụng thất vương xả thân cứu cha, thật sự là quá cảm động, người hiếu thuận như thế khẳng định là có nhiều đất dụng võ. Thất vương nghe được những lời cảm thán đó, nằm trên giường sang trọng trong hoàng cung, cùng mục phi nương nương nhìn nhau cười, quay đầu ra phó cho thuộc hạ thân tín tiếp tục cố gắng. Danh tiếng của thất vương dâng cao hơn bao giờ hết. Bởi vậy, thất vương bùi trương là người bị hại lớn nhất trong lần ám sát này nhưng cũng là người được lợi lớn nhất điều này làm cho phe thái tử cực kỳ bất an tranh đấu ngầm cũng càng thêm kịch liệt bọn họ có lý do tin tưởng hết thảy mọi chuyện này đều do thất vương làm ra mà phe thất vương cũng càng thêm oán hận phe thái tử thật may là thất vương xả thân cứu bệ hạ nếu thanh danh đã bị các người hắt nước bẩn lên người vô oan giá họa trong khoảng thời gian ngắn khói thuốc súng tràn ngập khắp nơi nhưng Hiền Vương Phủ lại rất an bình. Từ ngày ra khỏi cung trở về phủ, Bùi Cẩn liền nghe theo thánh ý, an tâm ở nhà với thê tử. Đương nhiên, nếu không phải là thời điểm đặc biệt, nếu không phải là thân thể nhàn thế ninh bất tiện, hắn thật sự muốn mang nàng ra ngoài đi dạo. Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế mây, tự bôi thuốc lên đầu gối mình. Mảnh vỡ lần trước đâm vào có hơi sâu. Ai, cái này có thể để lại sẹo không? Bùi Cẩn thở dài nói. Bắt đầu nghe lời này không nói gì Một hồi lâu mới nặn ra một câu Vì sao không chú ý từ trước Bùi cẩn ngẩng đầu cười một tiếng Ta cũng muốn tránh những mảnh vỡ kia Nhưng không thể không lập tức quỳ xuống Nếu không làm sao có thể biểu đạt được nội tâm hoảng sợ của mình chứ Như thế nào Có phải nên học chút khổ nhục kế của thất ca hay không Huống chi <laughs> Chứng kiến tiểu sư tử lo lắng Cảm giác rất tốt đẹp Ngày đó khi hắn trở lại Nhân Thế Ninh thấy vết máu trên ống quần của hắn Đúng là sợ hết hồn cũng không nghĩ tới Bùi Trương thật sự sẽ bỏ thân hộ giá mắt bắt đầu nổi lên một tầng trào phúng Bùi Cẩn kéo ống quần xuống đứng dậy rửa tay biết mình chắc chắn sẽ không chết ngăn cản một chút thì có làm sao đừng quên thân thủ của thất ca rất tốt <laughs> tiện nghi cho hắn rồi Bùi Cẩn cười một tiếng chưa chắc sao bắt đầu nghi hoặc nhìn Bùi Cẩn đã thấy hắn đứng tại cửa sổ phòng thảo dược cười đến thầm sâu phụ hoàng ta không phải người ngu một kiếm kia thất ca rõ ràng có thể đẩy ra nhưng lại dùng thân thể cản lại bộ dáng như vậy thật sự là quá giả tạo rồi người cũng biết điều phụ hoàng không thích nhất là kẻ khác diễn trò chiều này của thất ca không khác gì tự bê đá đập chân mình mặc dù thất ca ở trong cung dưỡng thương nhìn qua giống như được sủng ái kỳ thật <laughs> phụ hoàng trời sinh tính đa nghi truy xét không ra người chủ mưu phía sau giữ thất ca trong cung vừa được tiếng thương con lại dễ dàng quan sát và khống chế không phải là đôi bên vẹn toàn sao nếu như thất ca an tâm dưỡng bệnh không hỏi chuyện bên cạnh có thể dần dần cũng sẽ chiếm được tín nhiệm của phụ hoàng chỉ tiếc là một quý phi quá nóng bội lập tức kích động lòng người ca tụng công đức của con trai như thế chỉ càng làm cho phụ hoàng không yên lòng nói tới đây bùi cần lắc đầu trên mặt làm ra bộ dáng thương tiếc nghe bùi cần giải thích bắt đầu có chút hiểu quả nhiên mắt nhìn người của mình quá nông cạn rồi ngược lại thái tử thông minh hơn thất vương nhiều sau chuyện ám sát lên tỏ ra yếu thế hơn nữa còn cáo ốm ở lại trong đông cung không có động tĩnh gì khiến hoàng hậu tức giận bẻ gãy mất mấy cái móng tay đấy cũng không biết thập đệ của ta nghĩ như thế nào là chủ động buông tha vị trí kia hay là chỉ ngủ đông chờ thời cơ bùi cẩn nhíu mày bắt đầu im lặng lâu sau mới nói lúc trước nếu để cho ta ám sát thái tử có lẽ bây giờ Người cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy Hắn đã ra tay thì sẽ không để cho các thái tử có cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa Bùi cần nghe vậy Xoay người Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ Rơi xuống khuôn mặt tuấn tú Khiến cho nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa Hắn nhìn vẻ mặt thành thật của bác đầu Khói miệng từ từ nâng lên một đường cong Bác đầu Ta ăn vài lần ám sát này không phải vì giết người Bác đầu im lặng Một lát sau mới mở miệng Vậy nguyên nhân của ngươi là gì? bùi cẩn an bài kế hoạch này Bắt đầu đã sớm viết nhưng lại không biết mục đích hắn phái người ám sát chính mình cùng thái tử là gì hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây trên trời chim thăm thả bay bùi cẩn nhìn theo cho đến khi bọn chúng biến mất ở phương xa mới nói chẳng qua là muốn tìm cái cớ khiến nó thêm hỗn loạn một chút mà thôi người xem phụ hoàng càng nghi kỵ thì càng đề phòng với bọn họ như vậy bọn họ bận tự vệ cũng không kéo ta xuống nước được hay nhàn vương không dễ làm mà nói xong cầm cây quạt mà nhân thế ninh mang tới phầy phầy vài cái như muốn quạt đi những phiền toái trong đầu tất nhiên bắt đầu sẽ không tin tưởng thật sự lại đơn giản như bùi Cẩn nói bất quá hắn cũng không hỏi thêm hơn nữa cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc sống không bị can thiệp lung tung sau này bởi vì theo tin tức hắn biết được thì hoàng đế đề phòng cả thất vương và thái tử can thiệp cả vào phủ quốc công trong vòng hai ngày ngắn ngủi làm tan rã thế lực hung hăng của quốc công điều này nói lên cái gì chính là Dân đế đã phát giác ra dã tâm của phủ quốc công. Loại nhận thức này làm cho bác đầu có chút kinh sợ, bởi vì trước đó hắn cật lực cổ suý bùi cẩn hợp tác cùng quốc công. Nếu như khi đó thật sự hợp tác thì hiện tại, sợ là phủ hiền vương cũng sẽ không được bình yên vô sự như hôm nay. Người đã sớm biết bệ hạ có hoài nghi đối với phủ quốc công đúng không? Trầm tư một lát, bắt đầu hỏi. Bùi cẩn nhìn tranh chữ trên quạt, nhàn nhã nói. Trước chỉ là suy đoán, nhưng lúc này chứng kiến phụ hoàng cắt trước mấy vị quan viên kia, liền xác nhận suy đoán lúc trước là chính xác. 12 năm trước, phủ quốc công từ suy chuyển thịnh một cách quá nhanh chóng, không thể không khiến người ta hoài nghi. Không trách, lúc trước hắn lại không chịu hợp tác với phủ quốc công, thì ra là như vậy. Ánh mắt bắt đầu nhìn bùi cần có chút thay đổi. Tốt lắm, không thèm nghe người nói nữa, ta phải trở về chơi với tiểu sư tử. Bùi cần cười, xoay người bước đi, thời điểm bước tới ngưỡng cửa lại nghĩ ra còn có chuyện cần nói dậm chân kêu À đúng rồi Thiếu chút nữa ta quên mất việc chính Bắt đầu ngẩn ra Còn chuyện gì nữa Cái kia à, nguyệt sự của nữ nhân rốt cuộc là bao nhiêu ngày mới hết thế Lần trước ta hỏi Người nói 4 năm ngày Nhưng đã qua 6 ngày rồi Sao nàng còn chưa khỏe Bùi cẩn nhíu mày hỏi Bắt đầu nhìn bùi cẩn khiêm tốn thỉnh giáo Buồn bựng không nói gì Học máu sau đó phải tay áo bỏ đi À loại chuyện này làm sao hắn biết được Bùi cẩn nhìn bộ dáng kích động của bác đầu sở cầm, nở nụ cười không tính là hiền hậu. Nhàn Thế Ninh đang ngồi cạnh bàn đọc sách mà mấy ngày trước Bùi Cẩn mua về, tất cả đều là tiểu thuyết về thiên nhiên, không có tình cảm sâu đậm hay cao thượng gì cả, chỉ là chút tình ái. Đương nhiên, việc ngoài vẫn phải là thi tập sử văn, không có cách nào khác, cũng không thể để cho người khác chứng kiến đường đường là một vương phi lại đi xem tạp thư được. Già vợ, giả vờ giả vịt cũng phải đến nơi đến trốn Đang lúc nàng đọc say xưa nhất thì có cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bùi Cẩn đang cầm tú cầu trên tay, cho nàng chơi. Nhàn Thế Ninh nhận cầu buồn bực, cầu này có cái gì tốt mà chơi? Nàng cũng không phải là tiểu hài tử ba tuổi. Bùi Cẩn lại giống như kinh ngạc nói, sự tử ôm tú cầu, nàng không phải là nên vui mừng sao? Vui mừng cái quỷ, giận. Bùi cẩn vội vàng chân chó tiến lên dụ dỗ, dỗ Được rồi được rồi Chọc nàng thôi Tô y phường đã đem xiêm y tới rồi Cùng đi xem đi Sao lại có nữa Nhàn Thế Ninh hỏi Lần trước không phải đã nói sao Còn rất nhiều mà Khi Nhàn Thế Ninh hiểu được còn rất nhiều rốt cuộc là có ý gì Thì trợn mắt há mồm Trong thính đường Ba dương lớn, hai dương nhỏ Bên trong chứa đầy xiêm y, giày Cùng với các loại trang sức vòng tay Trời ạ, à, nhiều như vậy đủ cho nàng mặc nhiều năm đó Hơn nữa, những vật này vừa nhìn cũng biết là đồ đắt tiền Nhìn người hầu chuyển hết đồ vào phòng Nhàn Thế Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa Chàng điên rồi Bùi Cẩn cười nói Cuộc sống khó đường vài lần điên khùng Nhàn Thế Ninh có chút khó tin Trong ấn tượng của nàng Người này vô cùng keo kiệt Trước kia một mất quả cũng là lừa gạt nàng dùng tiền mà mua Lúc này lại hào phóng như vậy Thật sự là quỷ nhập mà Bất quá <laughs> những thứ quần áo này thật sự là rất đẹp nhân thế ninh dạo dực mở dương ra xem khi nhìn thấy mấy bộ áo lót thì ngớ ngẩn cả người này này cũng quá mỏng quá lộ liễu rồi này mặc lên người có khác gì không mặc đâu nhân thế ninh đỏ mặt sau đó ném quần áo trên tay trở lại dương sao chàng lại mua cái này bùi cẩn vô tội nói chuyện này không liên quan đến ta ta chỉ bảo trưởng quỹ lấy loại tốt nhất ai biết thứ này lại là tốt nhất chứ ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ à ha ha tổ trưởng của ít quả là có trình độ ta chỉ phát thảo sơ qua thôi ai ngờ hắn lại làm được thật so với trong tưởng tượng của ta thì còn mỏng hơn lộ liễu hơn à, ha, ha, ta thật sự là rất hài lòng nhân thế ninh nhìn hào quang lóe lên trong mắt bùi cẩn cũng biết tất cả đều là chủ ý của hắn trời ơi sao lại có người như vậy chứ bất quá hừ hắn mua cứ mua nàng không mặc xem hắn có thể làm gì nàng Bùi Cẩn nhếch miệng cười, không mặc sao, đâu có dễ dàng như vậy. Ngày đêm đó, Nhan Thế Ninh đang tắm trong phòng, thỉnh thoảng còn cảnh giác. Người này đã dưỡng thành thói quen đi dạo mỗi đêm một lần. Nàng đi tắm, nay lại đến nữa rồi. Nhan Thế Ninh không nói gì, hạ thấp thân thể, không để ý tới người đang lắc lư kìa. Bùi Cẩn thấy nàng chỉ lộ ra cái đầu, ngay cả cổ cũng không thấy đâu, không khỏi có chút mất hứng. Bất quá, lúc này hắn cũng không phải tới để xem cảnh xuân, cho nên đi hết một vòng, liền chắp tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài. Nhàn Thế Ninh có chút kỳ quái, bình thường không phải hắn sẽ đùa giỡn một phen sao, hôm nay sao lại thay đổi rồi? Ai nha, ta để quên đồ ở thư phòng, ái phi, ta đến thư phòng đây. Bên ngoài truyền đến tiếng la của Bùi Cẩn, sau đó là một tiếng đóng cửa. Nhàn Thế Ninh bĩu môi, đi thì đi. Lại qua một lúc nữa, nước bắt đầu lạnh, Nhàn Thế Ninh chui ra khỏi thùng gỗ. Có điều khi nàng ra tay muốn lấy quần áo trợn tròn mắt, quần áo đâu rồi? Nhớ lại vừa rồi lúc Bùi Cẩn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nhàn thế Ninh đã hiểu, sau đó phát điên, hắn không có việc gì, cầm quần áo của nàng đi mất rồi, thôi, lấy cái khác vậy. Nhưng khi nàng mở tủ ra, lần nữa trợn tròn mắt, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại cái áo lót mỏng dính kia. A, à, Bùi Cẩn, chàng là tên khốn kiếp. Nhàn Thế Ninh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem Bùi Cẩn quất 100 roi, sau đó nổi dân đùng đùng không thèm mặc xiêm y. Dù sao Bùi Cẩn đi thư phòng còn chưa trở lại, vội vàng chui lên giường. Chỉ là lúc Nhàn Thế Ninh đi ra ngoài lên nhìn thấy Bùi Cẩn đang nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu cười đến xảo trá, cả người nàng hoàn toàn hóa đá. Ái chà, ái phi, sao nàng lại ăn mặc như vậy, muốn quyến rũ phu quân sao? Phu quân là người đứng đắn đó nha. Nhìn người trước mặt nói không biết ngượng Nhàn Thế Ninh rơi lệ Đúng là cầm thú mà Trường 24 Canh 2 Quần thì đã xong Bùi cần nhìn về mặt vẫn nộ cùng ủy khuất của nhan Thế Ninh Trong lòng cảm thấy rất ấm áp Đến khi hắn nhìn xuống phía dưới người nàng Thì dưới bụng lập tức bục chặt Áo lót kia làm từ lụa trắng Vừa mỏng vừa có thể nhìn xuyên qua Cảnh vật bên trong lung linh như ẩn như hiện Thậm chí hắn có thể nhìn thấy Hai trái đào khẽ nhách lên vai trơn bóng xương quay xanh mịn màng làm cho người ta hận không thể cắn một cái bùi cẩn không nhịn được nữa xuống giường đi tới bên cạnh nàng một tay kéo eo thon của nàng dán sát lên người mình không đợi nàng mở miệng liền cúi đầu hôn xuống nhàn thế ninh về muốn tránh mà liên tiếp lùi về phía sau bùi cẩn lại đuổi sát không buông mút đôi môi của nàng một cách nhiệt tình phía sau lưng là bàn không thể lùi lại được nữa khiến cho nụ hôn của bùi cẩn càng ngày càng bá đạo nhàn thế ninh ngửa cổ đứng không vững chỉ có thể đưa hai tay ra sau, chống vào cạnh bàn. Vì thế nàng cùng bùi cẩn càng dính sắc hơn, thậm chí nàng có thể cảm nhận được cứng rắn của bùi cẩn. Bùi cẩn hôn môi của nàng thỏa thế xong, liền chuyển xuống đầu vai, vừa tròn vừa bóng loáng, khiến máu nóng trong người hắn phun trào, không nhịn được tiền cắn một ngụm. Nhàn thí ninh bị hôn đến đầu óc choáng vắng, lại bị cắn mạnh như thế lập tức kêu lên. Đau! Bùi cẩn cười hắc hắc, đưa lưỡi liếm liếm dấu răng trên vai nàng, dịu dàng nói. Nàng cũng biết cắn người là đau à? Nhàn thế ninh vừa định đáp Chân cảm thấy thân thể nhẹ bẫng Nhìn lại đã thấy bản thân bị hắn bế lên Thấy bùi cần ôm mình đi tới giường Nàng lại bắt theo khẩn trương Thiếp... thiếp... Nguyệt, nguyệt sự của thiếp còn chưa hết mà Bùi cẩn hí mắt cười Thật không? Để phu quân kiểm tra một chút Nhàn thế ninh thấy tay của hắn dò xét đi xuống, lên vội vàng kéo lại Trời mới biết Nguyệt sự của nàng hôm qua đã hết rồi Nàng chính là đang lừa gạt hắn mà thôi ái phi đang làm cái gì vậy bùi cẩn nhìn nàng giữ chặt tay của mình lộ ra ánh mắt nguy hiểm hỏi nhàn thế ninh cười gượng không lên tiếng bùi cẩn cắn răng nàng gạt ta xem ta thu thập nàng như thế nào nói xong liền đè nhàn thế ninh nằm xuống một tay cởi áo lót trên người nàng sau đó khẽ cắn lên lưng nàng nhiều ngày qua lăn qua lộn lại trên giường bùi cẩn đã sớm phát hiện ra những vị trí nhạy cảm trên người nhàn thế ninh phần sống lưng chính là nơi nhạy cảm nhất của nàng chỉ cần nhẹ nhàng động vào cũng có thể làm cho nàng khẽ run. Bùi cẩn vốn muốn tiến hành theo trình tự, nhưng nàng lại dám lừa gạt hắn, khiến hắn phải nhẫn nhịn lâu như vậy. Hắn cũng không quan tâm trình tự gì nữa. Nhàn thế ninh bị đè, không nhúc nhích gì được, chỉ cảm thấy tóc đen bị đẩy về phía trước. Sau đó, đôi môi ấm áp của bùi cẩn liền hốt một đường từ đầu vai của nàng đi xuống. Bởi vì nàng quay lưng về phía hắn, nên không nhìn thấy mọi chuyện phía sau. Chỉ có cảm giác được lưng của mình được người khác vuốt ve, và cắn nhẹ nhẹ. Điều này làm cho nhân thế ninh thêm khẩn trương và bất an. Bùi cẩn không ngừng liếm hôn, cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đến toàn thân. Nhân thế ninh không nhịn được phát ra những tiếng than nhẹ, đồng thời không tự chủ được mà ngóc đầu lên, sống lưng cong thành một tư thế rất đẹp mắt. Bùi cẩn nghe được tiếng than khẽ, hé miệng cười một tiếng, lại khẽ cắn lên cổ của nàng. Tay trái nâng eo của nàng lên cách giường một khoảng nhỏ, còn tay kia chậm rãi tiến vào da thịt bóng loáng từ cổ đi xuống eo lại đi lên tìm chỗ mềm mại trước ngực bao quanh xoa nắn dùng một ngón tay khẽ khẩy hai trái anh đào đã sớm nhếch lên nhan thế ninh lập tức phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào cảm thấy người trong ngực mềm xuống bùi cẩn xoay người nàng lại thấy mặt nàng đỏ như gấc hai tròng mắt mê ly như tạc trong sương mù hắn cười rành mãnh nhẹ nhàng véo mặt nàng nói hiện tại chúng ta bắt đầu động phong nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của chính mình tìm nhàn thế ninh đập loạn xạ dạ. cảm giác choáng váng khi nãy còn chưa hết lúc này nàng vừa thở phì phò vừa nhìn bùi cẩn lần lượt cởi xuống từng món quần áo trên người lúc tắm uyên ương nhàn thế ninh đã nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo của bùi cẩn rồi có điều khi đó nàng không nhìn kỹ mà lúc này lại ở ngay trước mắt mình trong khoảng thời gian ngắn nhàn thế ninh có cảm giác run sợ thân hình của hắn thật sự quá tốt cân sướng mà rắn chắc, cực kỳ hấp dẫn. Nhàn Thế Ninh không ngờ vóc người của Bùi Cẩn lại tốt như vậy. Mặc dù khi hắn mặc quần áo cũng đủ khiến hắn đẹp trai hơn người rồi, nhưng bộ dạng khi hắn không mặc quần áo lại càng thêm mê người. Ái phi si mê phu quân như vậy, thật khiến phu quân cảm thấy ngượng ngùng. Bùi Cẩn cởi hết y phục, thấy Nhàn Thế Ninh sững sờ nhìn mình chằm chằm thì không khỏi trêu đùa. Nhàn Thế Ninh nghe vậy liền hoàn hồn, phát hiện mình và bùi cẩn đều đang chần chuồng, vàn đỏ như gấc thiếp thiếp giờ khác này những gì muốn nói nàng lại không thể nói rõ ràng thành lời được nàng lại bắt đầu khẩn trương rồi bùi cẩn cúi người đè thân thể mình lên thân thể của nàng mười ngón tay đan chặt vào tay nàng nhẹ nhàng mổ một cái vào môi đỏ mọng thầm tình nói không cần khẩn trương giao cho ta nói xong lập tức cúi đầu ngậm lấy chỗ mềm mại khiến hắn yêu thích không buông tay kia a à, cảm giác được đầu lưỡi của hắn quét thật nhẹ truyền đến cảm giác tê dại nhan thế ninh ưỡn người tay khẽ rung lên vui cần thấy được phản ứng của nàng lại càng thêm dùng sức mút vào cảm giác choáng váng một lần nữa truyền tới trong mê ly nhan thế ninh cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào bên dưới cái chỗ kia xấu hổ muốn chết nàng khép hai chân lại bắt đầu dãy rủa đừng động trước hết để ta làm cho nàng vui vẻ một lần như vậy lát nữa ta đi vào nàng mới không đau Bùi cẩn chịu đựng dục vọng kêu gào Nhẹ giọng chấn an Vì không để cho nàng quá đau Bùi cẩn chỉ có thể cố kìm nén Ngón tay xoa nhẹ và u động thần bí Nhân thế ninh cảm giác như Có ngàn vạn con sâu nhỏ đang cặm gắn trong người Hết lần này đến lần khác Miệng của nàng đều bị che lại Khiến nàng không cách nào kêu lên Nụ hôn này quá mức mạnh mẽ Nhân thế ninh có cảm giác bùi cẩn như muốn đem nàng nuốt trọn Tất cả các bộ phận trên người đều bị tấn công trong người nhàn thế ninh dâng lên từng đợt sóng càng ngày càng cao càng ngày càng dữ dội sau đó tại thời điểm bùi cẩn dùng sức ở ngón tay thủy triều bùng phát bao phủ lên hết thảy mọi thứ chân tay nhàn thế ninh cứng ngắc sau đó sụi lơ xuống giường bùi cẩn nhìn ngón tay ướt át của mình biết rõ thời điểm thích hợp đã tới mang theo tình yêu Nhưng thân đi vào đau cảm giác đường sự xâm chiếm nhàn thế ninh nhíu mày ngăn cản nước mắt cũng rơi xuống sau mặt bùi cẩn cũng ửng đỏ hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng nói chịu đựng một chút khẽ tiến vào một chút thỉnh thoảng bùi cẩn lại nhìn phản ứng của nhan thế ninh thấy nàng rơi nước mắt không ngừng muốn dừng lại nhưng lại rất muốn tiếp tục nội tâm cực kỳ mâu thuẫn <laughs> đau nhan thế ninh không biết cái gì là hiền lương tục đức nữa khóc lên giống như một đứa bé trong lòng bùi cẩn cảm thấy xót thương cho nàng khẽ hôn một cái rất nhanh sẽ không đau nữa ồ có thể dừng lại được không cảm giác đau đớn xé rách khiến nhân thế ninh khóc càng lớn tiếng ngừng bùi cẩn rất buồn bực hắn lau những giọt nước mắt trên khoái mắt của nhan thế ninh nhắm chặt tay của nàng sau đó chân thành nói thế ninh vì ngày này chúng ta đã đợi quá lâu rồi đừng bắt ta phải đợi thêm nữa nói xong nhân lúc nàng không để ý liền mạnh mẽ đâm vào nhan thế ninh không biết mình ngủ vào lúc nào Nàng chỉ biết khi nàng tỉnh lại thì toàn thân đều đau nhức, mà bên cạnh Bùi Cẩn ôm nàng ngủ ngon lành. Trên thân cả hai đều trống trơn, chỉ có một cái áo ngủ bằng gấm đắt lên trên. Hồi tưởng lại chuyện tối qua, mặt Thế Ninh bắt đầu lại đỏ lên. Nàng nhìn Bùi Cẩn, đột nhiên cảm thấy tất cả đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng và hắn thật sự đã trở thành phu thê rồi sao? Tốt đẹp đến hoang đường. Nhân Thế Ninh từng tưởng tượng ra Vua quân sau này của mình Nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện người đó sẽ là Bùi Cẩn Thậm chí nàng còn chưa từng nghĩ đến Sẽ có một ngày nàng cùng tên hỗn đản này Kết thành phu thê Mặc dù khi còn nhỏ Bùi Cẩn thường nói giỡn với nàng Nhưng nàng chưa bao giờ xem là thật Mà khi hắn nói hắn muốn thành thân với nữ nhân khác Nàng lại vô cùng cao hứng Cảm thấy như thế mình được giải thoát vậy Thật không nghĩ đến xoay một vòng Hắn lại thật sự chạy tới cưới nàng Sau đó thật sự là động phong nhàn thế ninh nháy mắt suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có điểm kỳ lạ người này dường như vẫn luôn muốn ăn nàng như thế nào lại không ăn luôn vào hôm thành thân mà lại chờ tới bây giờ hiện tại nàng cũng không tính là cam tâm tình nguyện mà nhàn thế ninh cảm thấy rất kỳ quái nhưng thoáng cái lại nhếch miệng có lẽ là người này cố ý đùa cợt nàng nghĩ như vậy nàng lên nghiến răng cắn cánh tay của hắn một cái quỷ cẩn bừng tỉnh thấy nhàn thế ninh giở trò quỷ cười một tiếng Sao Ái Phi lại nổi giận đùng đùng như vậy Là do không hài lòng với biểu hiện của phu quân sao Sắc mặt nhan thế ninh đột biến Vội vàng lắc đầu Bùi cần ôm nàng vào trong ngực Hôn tráng nàng nói Hôm nay không thể chạm vào nàng được Nếu không nàng sẽ đau Nhan thế ninh đỏ mặt Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm Hay là chờ đến đêm mai đi Một hồi lâu sau Bùi cần ung dung lên tiếng Nhan thế ninh chừng lớn hai mắt Bùi cần nhìn vẻ sợ hãi của nàng Lắc đầu thở dài Trời mới viết, hắn còn chưa thỏa mãn dục vọng đâu rõ ràng là một nhà đầu hung hãn không thể bắt ép nàng chấp nhận trong một sớm một chiều được cần phải từ từ thích ứng hai chương 25 nhất chỉ thiền giảm đau chữa thương nhàn thế ninh ngủ liền một mạch đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi bùi cẩn không có trong phòng nhàn thế ninh sai người mang nước rửa mặt tới sau đó thay quần áo rồi mới đi ra cửa giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn khiến nhan thế ninh có chút khó chịu nàng lại không muốn để cho nha hoàn đang đỡ mình nhìn ra manh mối cho nên chỉ có thể ổn định thân thể chậm rãi đi từng bước vương ra đâu đi một vòng mà không gặp được bùi cẩn nhan thế ninh hỏi bẩm vương phi vương ra đi gặp bắc đầu tiên sinh ạ à? nha hoàn nói nhan thế ninh gật đầu trong đầu hiện ra bộ mặt cứng nhắc của bắc đầu đối với vị bắc đầu tiên sinh này nhan thế ninh luôn có cảm giác là lạ, lạ một người dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì vẻ mặt ít nhiều cũng sẽ có thay đổi nhưng người này lại không như thế lần nào thấy hắn nàng cũng chỉ thấy hắn có một vẻ mặt cứng nhắc y như tượng đá cũng không biết hắn có thân phận gì mà bùi cẩn lại đối tốt với hắn như thế tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng nhàn thế ninh cũng không nghĩ tới chuyện đi tìm đáp án dù sao trước giờ bùi cẩn nói chuyện hay làm việc đều thần bí nàng chỉ cần làm một vương phi an nhàn ăn no rồi ngủ thật tốt là được nghĩ đến đây nhân thế ninh liền cảm thấy đói bụng đang muốn gọi người thì thấy bùi cẩn bưng một hộp thức ăn đi tới sao nàng không ngủ thêm một lát nữa bùi cẩn vừa hỏi vừa mang một bát cháo thịt bò cùng mấy món điểm tâm khác từ trong hộp ra người thấy mùi thơm nhân thế ninh mở to hai mắt sau đó thửa dịp nha hoàn đi ra ngoài cầm một miếng bánh hoa quế hoạch nhân bỏ vào trong miệng nhưng nàng vừa cử động thì phía dưới liền truyền tới cảm giác đau đớn khiến nhàn thế ninh không khỏi hít vào một hơi sao thế bùi cẩn thấy nàng nhíu mày liền hỏi đau nhàn thế ninh có chút tức giận nói bùi cẩn nhếch miệng cười một tiếng sau đó ôm ngang nàng lên giường chàng lại muốn làm gì nhàn thế ninh khẩn trương vội vàng nốt điểm tâm xuống hô lên hiện tại là ban ngày đấy sao hắn có thể dính vào nàng như vậy chứ bùi cẩn đặt nàng xuống giường liền vén váy của nàng lên cởi quần áo của nàng ra nở nụ cười vừa giả hoạt vừa mập mờ nhàn thế ninh giữ lấy quần không buông tay mặt trướng lên như màu gan heo chàng chàng bây, bây giờ là ban ngày đấy như nàng nói thì chỉ cần không phải là ban ngày là được sao bùi cẩn từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc đổ một ít thuốc mỡ trong bình lên ngón tay tối qua cũng là ngón tay này trêu chọc mình toàn thân nhân thế ninh bốc hỏa nhìn thấy thuốc mỡ kỳ quái có mùi thơm kia lại càng khẩn trương hơn đây đây là cái gì đồ tốt bùi cẩn nói xong liền kéo bàn tay gây cản trở của nàng ra duỗi ngón tay đi vào cảm giác được dị vật tiến vào toàn thân nhan thế ninh cứng đờ không cần khẩn trương ta chỉ bôi thuốc cho nàng thôi bùi cẩn vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng nhưng thấy nàng kinh hoàng cắn môi hắn đành phải thành thực khai báo cả đêm hôm qua nhan thế ninh đều kêu đau cho nên sáng sớm hôm nay hắn mới kéo bắt đầu xuống giường, bất chấp vẻ mặt buồn bực của hắn mà đòi thuốc giảm đau. Đương nhiên, bắt đầu biết đường công dụng của bình thuốc kia là gì, từ cổ đến mang tai đều đỏ lên, sau đó viết đơn thuốc để Bùi Cẩn tự đến hiệu thuốc bên ngoài mà mua. Nghe Bùi Cẩn nói chỉ là bùi thuốc, nhân thế ninh thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cảm giác ngón tay của hắn nhẹ nhàng qua lại ở bên trong nàng cũng rất kỳ lạ, tâm tình mới buông lỏng được một nửa lại bắt đầu thắt chặt. thiếp, thiếp, ừ, ừ, thiếp. Thiếp có thể tự mình bôi mà." Nàng lắp bắp nói. Bùi Cẩn liếc nhìn nàng một cái, nàng có thể nhìn thấy sao? Nhàn Thế Ninh cắn môi không nói, đúng là tự mình đưa ngón tay đến nơi đó cũng quá ngượng ngùng, không đúng, chính mình đưa vào chỗ đó cũng tuyệt đối tốt hơn là để hắn đưa vào. Nhàn Thế Ninh liền nắm tay của hắn nói, "Tự thiếp cũng có thể làm được mà." Tự mình làm? Được, ngón tay xoay một vòng nữa ở bên trong rồi mới rút ra ngoài. Bùi Cẩn bất đắc dĩ nói, nhưng ta đã bôi xong rồi Nhân thế ninh nhìn hắn cười đắc ý Buồn bực trừng mắt Bùi cận lấy khăn lau sạch tay Sau đó ôm nàng an ủi nói Lần này không có cơ hội Còn có lần sau nữa mà Nàng không cần thương tâm Không cần thương tâm Thương tâm cái em gái nhà người ấy Nhân thế ninh mặc xong quần Liền đá cho hắn một cái Bùi cẩn một phát bắt được chân của nàng Sau đó đột nhiên lại té nhào xuống giường Nhân thế ninh còn chưa kịp phản ứng Miệng đã bị che lại vừa rồi bôi thuốc cho nhàn thế ninh bùi cẩn cảm thấy đáy lòng của mình lại lớn tiếng kêu gào miếng ngon ở trước mặt mà hắn còn phải nín nhịn thật sự là vô cùng buồn bực mà khi nào thì mới có thể ăn một lần thoải mái đây bùi cẩn thấy mình cũng cần phải lạ thủ tồi hoa một lần chứ nếu như lại tiếp tục thương hương tiết ngọc sợ rằng hắn sẽ chết vì nín nhịn mất nhàn thế ninh bị hôn đến mức không thở nổi nhìn thấy bát cháo trên bàn lên vội vàng đẩy bùi cẩn ra nói còn không ăn thì cháu sẽ nguội mất Bùi Cần cũng sợ nếu tiếp tục dây dưa Hắn sẽ bị liệt hỏa đốt người liền để mặc cho nàng đẩy mình ra Cháo thịt bò thơm ngát ngon miệng Nhân Thế Ninh ăn một hơi hết non nửa bát Mà điểm tâm cũng mềm dẻo thơm nức. Nhân Thế Ninh càng ăn càng vui mừng hớn hở Nhà chàng đổi đầu bếp rồi sao Sao thức ăn làm ra lại ngon như vậy nè Nhân Thế Ninh ăn nốt muỗng cháo cuối cùng Nàng nhớ rõ tay nghề nấu ăn của đầu bếp trong vương phủ Thậm chí còn không bằng đầu bếp ở phủ tướng quân Tất nhiên phải nói Đầu bếp của phủ tướng quân tốt hơn Là vì mẹ con nhan thế tịnh Đã bỏ ra một số tiền lớn Mời về từ đại tiểu lâu Bùi cẩn thấy nhan thế tịnh Vui thích ăn điểm tâm Nghe nàng nói như thế liền gõ chán nàng một cái Cái gì gọi là đầu bếp nhà chàng Thế ra nàng vẫn coi mình là người ngoài sao Nhan thế tịnh ôm chán chừng hắn Nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại nàng dường như còn chưa có tự giác được mình chính là nữ chủ nhân của vương phủ. Bùi Cẩn lại nói tiếp, đây không phải do đầu bếp trong phủ làm ra, lúc ra ngoài mua thuốc, ta mua ở Phúc Khánh Lâu cho nàng đấy. Nghe được ba chữ Phúc Khánh Lâu, hai mắt của nhà Thế Ninh lập tức sáng lên. Lúc chưa tới Kinh Thành, nàng đã nghe nói đến danh tiếng của Phúc Khánh Lâu, mặn ở Tô Thị, ăn tại Phúc Khánh, mỹ thực của phúc khánh lâu bao gồm cả thiên hạ có điều lúc trước nàng liên tục ở trong phủ tướng quân không có cơ hội đến đấy một lần bùi cẩn nhìn nét mặt của nàng liền đoán ra nàng muốn làm gì hắn sờ sờ cảm nói muốn đi nhân thế ninh trừng mắt nhìn có thể đi thật sao nàng có muốn đi nghe hát không có vậy thì đi ngồi trong xe ngựa nhân thế ninh đột nhiên nhớ tới một việc khi còn bé khi đó có một gánh hát rất nổi tiếng đến tuyên thành biểu diễn con cái các nhà đều được phụ mẫu dẫn đi nghe hát nàng cũng rất muốn đi nhưng dung thị lại không có tiền mà cái hầu bao nhỏ của nàng cũng móp méo không có mấy đồng đang lúc nàng ủy oải thì bùi cẩn đi tới trước mặt nàng nói muốn đi nghe hát sao vốn sợ bị hắn bắt nạt nhàn thấy ninh cũng lười để ý đến hắn nhưng sức hấp dẫn của việc nghe hát quá lớn cho nên nàng rất không có tiền đồ mà gật đầu kết quả bùi cẩn thật sự mang nàng đi nghe hát nhưng không phải là mua vé vào cửa như những người khác mà là trèo tường. Đêm hôm đó rất lạnh, nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp. Nàng nằm sắp trên nóc tường, nghe hát, ăn mứt quả, cuộc sống có biết bao nhiêu tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như lúc nàng mua mứt quả không bị tên khốn kia cướp mất một sâu, thì sẽ càng tốt đẹp hơn. Ta dẫn muội đi xem trò vui, sao muội lại không có chút cảm tạ nào như vậy? Khi đó tên vô sỉ này nói như vậy, chàng có mang đủ tiền không đấy? Nhân Thế Ninh nhớ lại đủ loại chuyện đã xảy ra, không yên tâm hỏi, trước kia hắn dẫn nàng đi nghe hí khúc báo vương đừng bảo là lần này mang nàng đi ăn cơm chùa đấy bùi cẩn nhìn nhan thế ninh tuy mặc nam trang nhưng vẫn có phong thái của nữ nhi mà thấy buồn cười sau đó lấy ra một sấp ngân phiếu nhét vào trong ngực nàng nói ta không có bạc nàng mới là đại gia nhan thế ninh nhìn nhìn ngân phiếu sau đó giải dặt cất thật kỹ người này rốt cuộc là hắn có bao nhiêu gia sản vậy hai người không lập tức đi tới phúc khánh lâu mà dạo chơi trên đường lớn. Trên đường, người đi lại không dứt, chủ các dạp hàng ra sức hét thật to, rất náo nhiệt. Bốn người bùi cẩn, cải trang, đi lẫn trong đám người cũng không làm người khác chú ý. Nhân Thế Ninh vốn nghĩ rằng, ra khỏi vương phủ rồi, nàng sẽ thoải mái vui chơi một phen. Ai ngờ sau lưng lại có thêm hai hộ vệ đi theo, vì vậy nàng chỉ có thể làm bộ rẻ rặt. Bùi cẩn nhìn nàng muốn chơi nhưng lại không dám, cười một tiếng, nói với thị vệ ở phía sau các ngươi không cần đi theo nữa tìm một chỗ đi uống rượu đi hai thị vệ nghe lệnh rời đi nhưng nhan thế ninh lại bất an nói như vậy sao được chứ vận nhất có thích khách thì làm sao lúc ra cửa nhan thế ninh cũng có chút sầu lo chuyện ám sát lúc trung thu vẫn còn khiến nàng sợ hãi nhưng bùi cẩn nói có thị vệ đi theo nên nàng cũng yên tâm phần nào hiện tại hắn lại điều thị vệ đi chỗ khác nếu chẳng may gặp thích khách thì thật sự xong rồi bùi cẩn thấy nàng vẫn còn băn khoăn chuyện này thì không khỏi cười khổ hắn nên giải thích thế nào đây cũng không thể nói thích khách là do hắn an bài nên tuyệt đối sẽ không có thích khách nào tới ám sát hắn được suy nghĩ một chút hắn nói không có việc gì còn có ám vệ đi theo chúng ta nhan thế ninh nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn hắn cũng không giống như đang nói dối nàng liền yên tâm vậy thì tiếp tục đi chơi thôi hai người vừa đi vừa nhìn đột nhiên nhan thế ninh giữ chặt tay bùi cẩn nói Chàng xem là ai kia Bùi cẩn theo ánh mắt của nàng nhìn lại Thấy một người vừa đi khỏi hiệu thuốc đối diện Lý Tẩu Bùi cẩn nhận ra người phụ nữ mặc áo vải kia Nhân thế ninh thấy mình không nhận lầm Vui mừng kéo tay bùi cẩn đi tới Bùi cẩn nhìn bàn tay bị kéo đi Nở nụ cười Lý Tẩu mua xong thuốc Mang theo tâm trạng nặng nề đi về Thấy có người chặn trước mặt mình thì sợ hết hồn Ngừng đầu lên thì thần sắc lại càng thay đổi Tiểu thư Thà hương gặp cố nhân Nhân Thế Ninh tràn đầy vui mừng nên không phát hiện trong mắt Lý Tẩu thoáng hiện lên sự kinh hoàng. Nhưng Bùi Cẩn thì lại nhìn thấy được thu hết biến hóa ngắn ngủi của Lý Tẩu vào trong mắt. Lý Tẩu không phải là Tẩu chuyển tới phương Nam sao? Sao lại tới Kinh Thành rồi? Nhân Thế Ninh thân thiện hỏi. Lý Tẩu giả vờ chỉnh sửa đầu tóc nhằm che đậy về mặt mất tự nhiên. Ánh mắt lé lên nói. Cái kia... À, ta ta vốn là định tới phương Nam tìm biểu ca của ta Nhưng về sau biểu ca ta lại muốn tới kinh thành buôn bán nên ta đi cùng tới đây vậy sao tẩu không đi tìm ta nhan thế ninh hỏi lý tẩu cười khan nói ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ nhan thế ninh còn muốn nói đôi câu nhưng bị bùi cẩn cắt đứt từ từ rồi nói chuyện tìm một chỗ ngồi xuống trước đã a không được không được ta còn có việc phải đi lý tẩu vội vàng cự tuyệt bùi cẩn càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ hắn liếc bao thuốc trong tay lý tẩu bất động thành sắc hỏi Sao Lý Tẩu lại mua nhiều thuốc như vậy Lý Tẩu nghe xong liền lộ ra vẻ yêu sầu Thở dài nói Biểu ca ta đang ốm nặng Sau đó lại nói Tiểu thư vương ra ta đi trước đây Còn phải sắc thuốc cho biểu ca nữa Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp Liền vội vã rời đi Nhân thế ninh nhìn theo bóng lưng của Lý Tẩu nhíu mày Bùi cẩn chàng có cảm thấy rằng Lý Tẩu đã thay đổi không Bùi cẩn cười một tiếng Thầm nghĩ may mà nàng cũng đã nhìn ra có lẽ đã có chuyện xảy ra À đúng rồi, bắt đầu dặn ta phải mua một vị thuốc ở đây Nàng đứng đây chờ ta Ta đi vào lấy rồi lập tức ra Trưởng quỹ Nữ nhân vừa rồi vào đây mua thuốc gì Vào hiệu thuốc Bùi cần thấp giọng hỏi trưởng quỹ Sau khi biết được tên những vị thuốc kia Hắn liền nhíu mày Những thứ thuốc này Cần phải dùng một số tiền lớn Lý tàu ăn mặc mộc mạc như vậy Làm sao có nhiều tiền bạc để mua thuốc hơn nữa đã mua liên tục mấy tháng rồi tính ra cũng phải hơn một ngàn lượng nhớ lại dáng vẻ kinh hoàng của lý tẩu khi nhìn thấy nhàn thế ninh bùi cẩn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện rất không thích hợp vì vậy sau khi hồi phủ hắn lập tức sai người đến canh giữ ở hiệu thuốc thấy lý tẩu thì lập tức theo dõi điều tra bùi cẩn nghĩ nếu như lý tẩu có điều gì khó nói thì hắn có thể giúp đỡ dù sao lý tẩu cũng coi như là nửa người thân của nhàn thế ninh nhưng nếu như tẩu ta có vấn đề gì phòng còn hơn trống Chương 26 Nhàn Thế Ninh đùa giỡn mỹ nhân Phúc Khánh Lâu do ba tòa lâu nhỏ hợp thành mỗi lâu tổng cộng có ba tầng mà mỗi lâu đều có cửa chính riêng Nhàn Thế Ninh cảm thấy kinh ngạc Sao mấy tòa lâu này lại kỳ quái như vậy chúng ta nên đi đâu bây giờ Nàng muốn đi đâu Bùi Cẩn không giải thích cho nàng chỉ cười hỏi Lâu bên trái nhìn rất tinh xảo xa xa còn có thể nghe được tiếng đàn trong đó vọng ra có vẻ náo nhiệt hơn Nhân Thế Ninh gật gật đầu nói cái ở bên trái đi thấy nàng đi về hướng bên trái bùi cẩn vội vàng ngăn cản chỗ đó nàng không thể đi được vì sao bùi cẩn nói nhỏ mấy câu vào tai nàng nhân thế ninh lập tức đỏ mặt sau đó mới nhỏ giọng nói còn có chỗ như vậy nữa bùi cẩn đứng đắn gật đầu một vẻ ta chỉ là nghe nói chứ chưa từng đến đó bao giờ còn nơi này thì sao nhân thế ninh chỉ vào tòa lâu đoan trăng hào phóng ở chính giữa cái này chính là nơi ăn cơm đứng đắn Bùi Cẩn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đứng đắn. Nhan Thế Ninh chớp mắt một cái, nhìn về phía tòa lâu tinh xảo tao nhã ở bên phải, hí mắt cười, nói, vậy nơi này là nơi mỹ nhân hội tụ. Bùi Cẩn đột nhiên có dự cảm bất thường, quả nhiên, Nhan Thế Ninh xòe quạt ra, cười thản nhiên, sau đó xoay người đi đến lâu bên phải, bổn đại gia, đến chơi với mỹ nhân đây. Thấy nhà thế ninh chậm chậm bước đến, một thân áo choàng đen theo hình hoa văn, cả người phong lưu, khóe miệng vui cẩn giật giật sau đó kiên trì đi vào theo nàng phải hy vọng là không gặp phải người quen nếu không việc hiền vương đi tìm nam kỹ truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ có vô số người muốn rớt cằm không hổ danh là đệ nhất lâu ngay cả mấy gã xài vặt cũng mì thành mục tú môi hồng răng trắng trên mặt còn luôn nở nụ cười thân thiết nhân thế ninh càng nhìn càng cảm thấy vui mừng bùi cẩn thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người ta liền hung hăng béo eo nhỏ của nàng Xem đủ chưa?" Nhàn Thế Ninh chừng mắt nhìn hắn, sau đó tiêu xoái vung quạt lên, dĩ nhiên là chưa đủ. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng Nhàn Thế Ninh cũng không luống cuống, chứng kiến các khách nhân khác đều đi lên lầu 2, nàng cũng đi lên theo, nhìn qua rất thuần thục, cho nên quản sự còn tưởng nàng là khách quen. "Khách quan, ngài có người quen hay không?" Quản sự là một nam tử chừng 30 tuổi, trông rất nhỏ nhã, âm thanh cũng cực kỳ dễ nghe. Nhan Thế Ninh chưa từng gặp nam tử nào như vậy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nên không cảm thấy được ánh mắt nguy hiểm của Bùi Cẩn. Người quen, Nhan Thế Ninh buồn bực, quay đầu nhìn về phía Bùi Cẩn. Quản sự nghe xong những lời này, liền biết ngay đây là vị khách lạ. Kỳ thần có người quen hay không chính là ngôn ngữ trong nghề, nhưng quản sự cũng không giải thích. Hắn trà trộn trong trốn phong nguyệt này nhiều năm như vậy, cũng không phải là hạng người hơi hợt. Vừa nhìn thấy hắn sau lưng nam tử, cũng biết vị này mới là chủ nhân chân chính vì vậy hắn hướng mắt hỏi thăm về phía bùi cẩn bùi cẩn cắn răng mỉm cười tiến lên kéo vai nhan thế ninh trả lời không cần trực tiếp dẫn chúng ta đi lên là được rồi lúc này một khách nhân đi tới lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn cười nói bạch quản sự tối nay để nguyệt phong hầu hạ ta bạch quản sự thu bạc sau đó đưa cho vị khách kia một tấm thẻ bài Thấy khách nhân kia vui vẻ ra mặt Thì Nhan Thế Ninh cũng hiểu Sau đó nàng liền nói với bạch quản sự a à, không, chúng ta cần ừ, Ngươi ăn bài cho ta hai người đi Nói xong, móc ngân phiếu ra đặt lên bàn Vừa rồi người khách kia đưa 50 lượng cho một người Bây giờ nàng muốn hai người Thì đưa 100 lượng hẳn là không vấn đề gì đúng không? Bùi cẩn thấy thế thì xấu hổ Cô nàng này, học xấu nhanh như vậy đấy Nhan Thế Ninh đắc ý dương cầm lên nhìn hắn Muốn lừa gạt nàng không có cửa đâu đồ đạc trong phòng bao hết sức đẹp mắt một chiếc bàn bát tiên hai giường nhỏ trên tường treo tranh mỹ nhân phong tử yểu điệu <laughs> là tranh nam mỹ nhân trên bàn bày một bình hoa cổ trên kệ bày một khối ngọc lưu ly bên ngoài còn có một cái lò hương nhỏ nhan thế ninh chưa thấy qua cách bài trí này bao giờ trong mắt tràn đầy tò mò bức tranh mỹ nam tử lộ vai kia cũng rất có ý tứ vì vậy nàng cứ chuyên chú xem cho đến khi bùi cẩn không nhịn được nữa lấy bức tranh kia ném sang một bên Nhàn thế ninh ung dung vẩy quạt chàng làm gì vậy bùi cẩn hí mắt cười nàng không thấy là phu quân đẹp hơn tranh sao Nhàn thế ninh đánh giá nhìn hắn từ trên xuống dưới khinh thường nói không thấy bùi cẩn có chút hối hận vì đã dẫn nàng ra ngoài Nhàn thế ninh lừa một cái, thấy hắn buồn bực thì thầm sảng quái. Hừ, tức chết người đi, tức chết người đi. Lúc Phong Thu và Ngọc Lộ vào phòng thì Nhân Thế Ninh đang nằm ngửa trên giường nệm uống trà. Thấy hai người đẩy cửa đi vào thì quên luôn cả việc nuốt ngụm trà trong miệng xuống. Hai nam tử chỉ khoảng 15-16 tuổi, tóc đen được buộc hờ hững bằng một dải lụa, giữa mi tâm là một đóa hoa mai bằng nhũ đỏ. Một người mềm mại đáng yêu, một người thanh tú sạch sẽ. Nhàn Thế Ninh thấy bước chân của bọn họ rất nhẹ nhàng, giờ tay nhấc chân đều đẹp đẽ như vẽ, thì không khỏi âm thầm líu lưỡi, Tại sao lại có nam nhân đẹp như vậy chứ? Bùi Cẩn thấy nàng mở to hai mắt, thèm nhỏ dãi thì thắc mắc. Tại sao trước kia hắn lại không phát hiện ra nàng háo sắc như vậy? Không đúng, tại sao nàng lại không háo sắc với hắn chứ? Hắn sờ sờ mặt của mình, diện mạo của hắn cũng không đến nỗi kém bọn họ mà. Chẳng lẽ cô nàng này lại thích loại yếu đuối như thế à? Phong Thu và Ngọc Lộ thấy phản ứng của nhà Thế Ninh thì biết là khách nhân rất hài lòng. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Phong Thu đi tới trước giường của Nhan Thế Ninh quỳ xuống nói Phong Thu đến hầu hạ ngay Đồng thời Ngọc Lộ cũng đi tới Quỳ xuống bên cạnh Bùi Cẩn nói lời giống hệt Ngày được hai nam nhân kiều mị nói chuyện Rốt cuộc Nhan Thế Ninh cũng phải thừa nhận mình không có kinh nghiệm Thật sự là quá mất tự nhiên Bất quá Thấy trên mặt Bùi Cẩn là biểu tình Xem đi xem đi Nàng không thích hợp để đến đây Nàng liền thẳng sống lưng lên Sau đó làm ra một động tác Khiến cho Bùi Cẩn phải nghẹn họng Nhìn chân chối Nhân Thế Ninh dùng cán quạt nâng cầm của Phong Thu lên, Kiều mị hỏi, vậy người muốn hầu hạ ta như thế nào? Phóc, bùi cẩn phun trà ra ngoài. Ngọc Lộ thấy thế thì vội vàng lấy khăn ra lau cho hắn, cử chỉ thân mật, nịnh nọt cực kỳ, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên người bùi cẩn, có cảm giác yêu thương nhung nhớ. Bị một nam nhân cọ tới cọ lui trên người, toàn thân bùi cẩn không được tự nhiên, để ta tự làm. Tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phong thu Nếu hắn ta dám giống như ngọc lộ Cọ lên người nhàn thế ninh Hắn lập tức sẽ ném hắn ta ra khỏi cửa sổ Thật may Phong thu chỉ ngượng ngùng trả lời Ra muốn người ta hầu hạ như thế nào Người ta liền hầu hạ như thế đó Toàn thân nhàn thế ninh nổi ra gà Được 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 May mắn là đúng lúc này thì thức ăn được bưng lên Nhàn thế ninh vừa thấy khai ngọc rượu vàng sơn hào hải vị liền bất chấp nam mỹ nhân có ở bên hay không định giơ đũa lên tấn công thức ăn ai ngờ nam vừa mới chạm đến đũa bạc thì phong thủ đã đoạt trước một bước ra người ta hầu hạ ngay nói xong liền gắp một miếng tôm bóc vỏ đưa tới bên miệng nhan thế ninh nhan thế ninh nhìn thoáng qua bùi cẩn mặc dù hắn đang cười nhưng nàng vẫn nhìn ra được câu uy hiếp nàng dám ăn thử xem vì vậy nhan thế ninh nhìn hắn cười khẽ một tiếng há miệng ra Bùi Cẩn giận dữ, thấy Ngọc Lộ đã rót đầy ly rượu thì lập tức bưng lên uống. Ngọc Lộ vốn muốn uy rượu, nhưng thấy ly rượu đã cạn, lại vội vàng rót đầy. Nhàn Thế Ninh hít hà hương rượu trong không khí, liếm liếm đôi môi. Rượu này có thể so với rượu trái cây trong cung đấy. Uống rượu, nàng thích nhất. Mỹ nhân, rót rượu cho ra. Nàng sờ soạn bằng tay nhỏ bé của Phong Thu cười nói. Bùi Cẩn trợn mắt, về phủ nhất định phải chặt tay nàng. Trong lòng nghĩ như thế, lần nữa bưng ly rượu lên uống cạn ngọc lộ thấy ly lại trống không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có sát khí trong đó của bùi cần há to miệng sau đó cúi đầu yên lặng rót đầy rượu vào trong ly phòng thù bưng ly rượu lên đưa đến bên môi của nhan thế ninh nói ra ja, đây là tham hoan tiểu là loại rượu ngon nhất trong lâu nhan thế ninh nhấp một ngụm liên tục gật đầu rượu ngon rượu ngon ra ja, ngày uống chậm thôi Nhìn Phong Thu càng dựa càng gần, sắp chạm tới ngực của Nhàn Thế Ninh đến nơi rồi. Bùi Cẩn cắn răng, thấy Nhàn Thế Ninh ngửa cổ uống rượu, một giọt rượu tràn ra khỏi khóe miệng. Lúc Phong Thu muốn dùng tay lau cho nàng, thì Bùi Cẩn không ngồi yên được nữa. Hắn đẩy Ngọc Lộ ra, đứng lên đi đến bên cạnh Nhàn Thế Ninh, sách bả vai Phong Thu ném ra ngoài. Sau đó ôm chầm lấy Nhàn Thế Ninh, cười nói với hai người đang ngây ngốc kia. Nơi này không cần các người nữa, các người lui ra đi, nhớ đóng cửa lại phong thu cùng ngọc lộ hoảng loạn đi ra ngoài đóng cửa lại nhỏ giọng nói chúng ta làm sai cái gì sao không hầu hạ rất tốt mà vị gia kia hình như còn rất yêu thích ta nhưng vị gia kia lại không yêu thích ta nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái liên tục nhìn vị gia kia của ngươi chẳng lẽ phong thu đột nhiên bừng tỉnh chẳng lẽ bọn họ là một đôi hay vị gia kia yêu thích vị gia của ta ngọc lộ gật đầu ta thấy rất có thể là như thế Vậy ngươi nói vị gia của ta có yêu thích vị gia của ngươi không? Ngọc Lộ suy nghĩ một chút nói Khó nói lắm Bất quá ta cảm thấy Dù sao không thích cũng sẽ thích thôi Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy Vị gia của ta còn dặn phải đóng cửa lại Chỉ sợ là không chịu nổi nữa rồi ừm. Phòng thù gật đầu liên tục Nhưng lại có chút lo lắng Mặc dù mùi của tham hoan tiểu sẽ làm cho người ta không kìm lọc được Nhưng nếu làm mạnh quá cũng sẽ đau Liên quan đến ngươi chắc Dù sao cũng là chuyện riêng của khách mà chúng ta đi báo với bạch quản sự đi ô đã tiếp nhiều khách như vậy rồi lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài quá mất mặt trong phòng nhàn thế ninh nhìn bụi cẩn cười buồn rười rượi da đầu đã bắt đầu tê dại